Xin chào mừng tất cả quý vị đang trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Và cũng như thường ngày thì chúng tôi sẽ cung cấp cho tất cả quý vị những thông tin hay hấp dẫn đến tất cả quý vị để quý vị theo dõi để giải trí hàng ngày. Nếu như ai chưa bấm đăng ký thì hãy bấm vào đăng ký và nhấn vào cái chuông bên phải để nhận tin nhắn. Nếu quý vị yêu thích kênh của chúng tôi thì quý vị nhớ hãy cho một like và nhớ chia sẻ cho những người cùng xem, ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi tin tức showbiz. Gương mặt Ly Giang biến đổi sau 20 lần giao kéo. Làm dùng giao kéo khiến diện mạo của diễn viên Ly Giang thay đổi tới mức con trai cô sợ có ngày sẽ không nhận ra mẹ. Thời thiếu nữ, Lê Giang có gương mặt bầu bỉnh nhưng đường nét chưa quá sắc sảo và cuốn hút, sống mũi thấp và kém thon gọn. Năm 29 tuổi, Lê Giang bắt đầu phẫu thuật thẩm mỹ. Đầu tiên, cô chỉnh sửa mũi, sau đó làm cằm, nâng cấp vòng một ở Australia và Việt Nam. Ở tuổi 47, cô thực hiện giao kéo tổng cộng 20 lần. Năm 2017, Lê Giang tham gia một chương trình truyền hình thực tế về thẩm mỹ Hàn Quốc và tiếp tục căng da toàn mặt, tiêm bọng mắt cười, hút mỡ lưng ở hôm sau. Ở tuổi 47, Lê Giang tự tin diện váy bó sát bên cạnh con gái Lê Lộc, gương mặt căng bóng, cằm nhọn, sống mũi cao là điều dễ nhận thấy ở nữ diễn viên. Đa số mọi người khi nhìn vào đều biết tôi sửa, vì vậy tôi không muốn che giấu để mang tiếng nói dối, cô cho biết. Lê Giang không giấu giếm chuyện phẫu thuật thẩm mỹ bởi cô cho đó là cách làm đẹp bình thường của phụ nữ hiện đại. Thêm nữa, hoạt động ở lĩnh vực nghệ thuật, nữ nghệ sĩ ý thức tầm quan trọng của nhan sắc và hình ảnh nên việc trùng tu phần nào mang đến sự tự tin cho cô trong công việc. Tuy nhiên, việc liên tục làm dùng thẩm mỹ khiến vẻ ngoài của Lê Giang ngày càng khác lạ. Con trai đầu lòng Duy Phước từng nói với cô, một ngày nào đó, lỡ con không nhận ra mẹ thì mẹ cũng đừng có giận con. Ý thức tuổi tác, cô hiện chỉ tiêm Botox căng chỉ để da mặt bớt nếp nhăn, kết hợp ăn uống và tập luyện thể thao để duy trì vóc dáng. Ngoại hình xinh đẹp nóng bỏng của Lê Giang, tự tin diện trang phục gợi cảm ở tuổi 47.